Ẩm thực tứ xuyên cổ điển bao tử heo khô xào cay thơm ngon. Dạ bao tử heo sau khi rửa sạch cho vào nồi dưới vòi nước lạnh, cho gừng và hành, rượu trắng vào. Đậy vung đun 25 phút thì vớt ra, để nguội thái thành lát mỏng. Cho dầu vào chảo đun nóng. Sau đó cho các món ăn kèm vào chiên ngập dầu, đến khi da chín vàng thì vớt ra để dưới đáy đĩa. Cho một ít dầu vào chảo khác, cho gừng băm vào và tỏi, hoa tiêu khô, ớt khô. Sau đó cho tương ớt đặc biệt vào, đảo đều rồi đổ vào bao tử heo đã cắt. Sau đó chút các món ăn kèm đã xào vào nồi, thêm ớt xanh, ớt đỏ, rắc chút gừng trắng, ít hành lá cắt nhỏ, đảo đều.